Chào các bạn, chỉ còn mấy ngày nữa sẽ đến với ngày 30 tháng 4. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tham quan trải nghiệm khu di tích căn cứ lịch sử tỉnh ủy Cà Mau thư giãn nha. Ở vùng đất này trước năm 1975 thì nhờ hệ thống sinh thái rất là hiểm trở, cho nên đã che chở căn cứ cách mạng của chúng ta được tồn tại từ năm 1960 cho đến những ngày hòa bình nha. Di tích lịch sử cấp tỉnh, căn cứ tỉnh ủy Sẹo Đước, ấp Sẹo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Cà Mau. Này là địa chỉ hiện tại, chứ còn mỗi một thời điểm, thời kỳ thì địa danh nó không có giống như nhau nha cả nhà. Như từ thời kỳ Ngô Đình Diệm trở về thời Pháp thì ở đây là huyện Trần Văn Thời và bao gồm cả huyện cái nước luôn nha. Còn tên đơn vị huyện Phú Tân thì mới được tái thành lập năm 2003 nè. Ở đây thì rất là rộng nha, theo mình được biết thì ở đây có tổng diện tích là 3,1 hectare. Khu di tích căn cứ này thì có 3 chủ đề chính là đài tưởng niệm, phòng trưng bày truyền thống và hình ảnh mô phỏng về căn cứ vào thời kháng chiến. Chúng ta đi vào bên trong phòng trưng bày truyền thống để biết thêm về chi tiết nha. Bước vào cửa thì chúng ta sẽ được sự chào đón của 5 vị bí thư tỉnh ủy Cà Mau nha. Vũ Đình Liệu, Phan Ngọc Sến, Nguyễn Ngọc Xanh, Nguyễn Văn Đáng và Nguyễn Minh Đức. 5 vị lãnh đạo này thì trong thời gian từ năm 1960 cho đến năm 1975. Trong thời gian này thì 5 vị lãnh đạo đều có sống và làm việc ở đây nha. Về hình ảnh tư liệu thì được chụp từ phim đen trắng nha. Rất là đầy đủ luôn. Có hai chiếc lưu đựng nước này thì thường hay gọi là lưu Cà Na nha. Hai chiếc lưu này thì cũng là một thời làm hầm chống máy bay của bí thư Nguyễn Văn Đáng. Hai chiếc lưu này thì chắc cũng có tuổi đời trên 50 năm quá. Có máy đánh chữ bằng giấy can kê. Trước năm 75 thì bên cách mạng lẫn cả bên Việt Nam Cộng Hòa đều dùng chung một loại máy đánh chữ này nha. Chứ còn chưa có loại máy đánh chữ nào mà tiến bộ hơn nữa. Máy bộ đàm PRC-25. Loại máy bộ đàm này thì của Mỹ sản xuất dành cho quân đội nha. Trong thời kỳ chiến tranh thì chúng ta thường hay lấy vũ khí của địch đánh địch. Cho nên bên cách mạng của chúng ta cũng sử dụng máy điện đàm này để theo dõi một số bí mật của các đoàn liên hệ nhau cả nhà. Này là hình ảnh chi tiết quy hoạch căn cứ thu gọn nha. Nhìn bên này thấy có một khẩu súng AK nè. Khẩu súng AK được trang bị cho các đồng chí bảo vệ căn cứ. Khẩu súng AK này thì vào những năm chiến tranh thì nhờ Trung Quốc viện trợ. Còn khẩu súng này là CKC. Nhìn khẩu súng này cũng giống như súng cặp pin. Súng này thì của Liên Xô sản xuất. Bất cứ tình huống nào ta cũng thực hiện phương châm Đảng bám dân, dân bám đất, bộ đội bám giặc. Một đất không đi, một ly không rời. Bản này là trích đoạn hội nghị tỉnh ủy mở rộng năm 1969 nha. Ở đây thì rất là nhiều hình ảnh tư liệu, mình chỉ đi lướt qua thôi. Có chiếc máy bay trực thăng bị bắn rơi trên đầm Thị Tường cả nhà. Máy bay này có tên là HU-1A. Này là mình đi ngược từ bên trong đi ra nè. Chứ còn đi từ bên ngoài đi vô thì sẽ gặp chốt bảo vệ căn cứ trước nè. Từ ở bên trong đi ra thì chúng ta sẽ đến với nhà ăn một phòng trước nè.
Nhìn ở trên vách nhà thì có trưng bày rất là nhiều về công cụ phương tiện làm nghề nông nghiệp nha. Cái này có chiếc phản phát cỏ. Cái phản này thì cũng lâu lắm rồi mới nhìn thấy nha. Nọc cây lúa. Hôm nay là dòng gặt gặt lúa nha. Các loại công cụ này thì hiện nay còn nhiều nơi vẫn sử dụng nha cả nhà. Ở phía bên ngoài này là gác bếp nấu ăn nè. Từ năm 75 trở về trước thì đồ gia dụng gia đình thường hay dùng các loại phương tiện bằng nhôm nha. Hình ảnh mô phỏng này thì cũng rất là phù hợp với thời gian tính nha. Rất là chi tiết nha. Còn đây là những hình ảnh về những căn phòng nghỉ ngơi của các chị em phụ nữ nha. Hình ảnh mô phỏng mà vẫn có thể đẹp hơn nhiều so với cuộc sống hiện tại của thời chiến tranh nè. Mình nhìn thấy ở đây có trồng rất là nhiều cây sộp luôn nha. Cái thời còn rừng hoa hóa thì cây sộp và cây dừa mọc tự nhiên rất là nhiều. Cho nên là khu căn cứ này trồng mấy loại cây này thì rất là phù hợp với cái thời gian mà đất chưa có được khai phá cả nhà. Ở địa bàn này thì vùng nông thôn coi như chánh gốc khai lúa luôn nha. Cho nên chỉ có những ngày lễ, ngày Tết rồi mới có khách du lịch đi tham quan này. Còn ngày thường thì rất là vắng luôn. Còn căn nhà này là nhà họp ban của thường vụ tỉnh ủy nha các bạn. Không gian bên trong ngôi nhà được tái hiện về không khí sinh hoạt cùng với một số hiện vật. Ghi chú cũng nói chung chung về hình ảnh mô phỏng này. Có chiếc radio một loa ba băng quá lớn nè. Chiếc radio này thì của Nhật nha. Các phương tiện này thì của bộ phận thông tin để theo dõi các đài phát thanh. Mỗi một căn nhà mô phỏng của căn cứ này thì cách nhau rất là xa. Phần còn lại thì chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Hẹn gặp lại video sau.